Các bạn thân mến, laptop chuyên dụng cho đồ họa, thiết kế có thể gọi là một sự lựa chọn chuyên dụng mà nhiều anh em làm công việc hiện nay luôn cân nhắc lựa chọn vì nó cân bằng được giữa cái yếu tố công việc và tính di động. Thay vì là bạn bị dính cứng bởi những chiếc máy tính bàn cồng kềnh, laptop chuyên đồ họa hay workstation ở thời điểm hiện nay thì đã rất dễ để sở hữu bởi mức giá thì nó cũng đã khá là dễ chịu và bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều hệ thống phân phối laptop cũ chất lượng. Và với các anh em sinh viên thì một mức giá thấp trong khoảng từ 9 đến 10 triệu đồng thì là đủ để tìm kiếm một chiếc laptop workstation mạnh mẽ hay là đủ tốt để có thể phục vụ cho nhau nhu cầu học tập làm việc của bản thân. Vậy thì những mẫu laptop đồ họa tốt nhất mà bạn có thể mua là gì? Và nếu như bạn có nhu cầu muốn tham khảo các sản phẩm laptop thì bạn cũng có thể click ngay vào link bên dưới phần mô tả của video này để chúng ta đến với Ngọc Nguyễn nhé. Đầu tiên thì là chiếc Dell Precision 6600. Đây là chiếc laptop 17 inch hàng khủng trong tầm giá mà bạn có thể lựa chọn khoảng độ 11 triệu đồng. Máy sẽ mang đến một thiết kế kim loại chắc chắn, chuyên nghiệp, không màu mè, hoa lá cảnh, cùng tông màu tối và khả năng chịu lực đã được chứng nhận là quá đủ để mang đến một cái nhìn rất chuyên nghiệp mà mọi anh em làm đồ họa đều có thể yên tâm. Và sức mạnh phần cứng của chiếc laptop này rất tốt để làm đồ họa với con chip Core i7-2720QM và RAM là 8GB. Ổ cứng dung lượng cao, thoải mái lưu trữ dữ liệu cùng với cả đồ họa chuyên dụng Nvidia Quadro M3000M mạnh mẽ và chuyên trị cho môi trường đồ họa cùng màn hình lớn là 17,3 inch Full HD giúp bạn làm việc rất là thoải mái luôn. Cái tên thứ hai trong danh sách này thì sẽ là chiếc Dell Precision M4600. Nếu bạn không muốn phải mang vác cũng như là cảm thấy màn hình 17 inch có vẻ là quá khổ thì bạn có thể lựa chọn sang phiên bản thu nhỏ hơn của chiếc M6600 là chiếc M4600 với màn hình được rút xuống còn khoảng 15,6 inch nhưng độ phân giải Full HD thì vẫn được giữ nguyên cùng với sức mạnh phần cứng tương đồng giúp mang đến khả năng làm việc cơ động hơn cũng như là giá trị sử dụng thì sẽ tốt hơn. Cụ thể thì máy sẽ được trang bị với cấu hình RAM 8GB chip xử lý Core i7-2720QM và RAM 8GB ổ cứng 320GB cùng với cả đồ họa Nvidia Quadro M1000M được đánh giá là đủ tốt để vận hành tuyệt vời trong môi trường đồ họa và nhất là cái giá bán của máy cũng rất tốt, chỉ khoảng hơn 9 triệu đồng với cấu hình máy như vậy. Cái tên thứ ba là chiếc Dell Precision M4700 và đây sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc Precision M4600 ở phía trên và bạn cũng hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn trong tầm giá loanh quanh 11 triệu đồng. Và chiếc M4700 này sẽ là một chiếc laptop hướng đến cái sự mạnh mẽ và nhu cầu làm phim, dựng đồ họa nhờ các cái linh kiện chuyên dụng khá là khỏe trong tầm giá tầm trung. Cùng với đó thì sức mạnh phần cứng của máy thì sẽ bao gồm màn hình 15,6 inch Full HD, RAM 8GB, ổ cứng kép đơn HDD 500GB và có thể nâng cấp thêm một ổ SSD vì xử lý Intel Core i7-3740QM 2,6 GHz cho đồ họa Nvidia Quadro K2000M. Và với sức mạnh chuyên dụng thì chiếc Dell Precision M4700 này sẽ hứa hẹn làm hài lòng tất cả những khách hàng khó tính nhất khi kết hợp hài hòa giữa mức giá rẻ và các linh kiện cao cấp đi kèm. Tiếp nữa sẽ là chiếc HP ZBook 15. Ngôi sao cuối cùng mà chúng ta sẽ đề cử trong video này thì sẽ là một chiếc laptop mạnh đến từ HP, chiếc ZBook 15. ZBook 15 thì là chiếc laptop đầu tiên đại diện cho dòng máy tính Z series workstation mới của HP đã nhận được những cái đánh giá rất là tốt từ các giới chuyên gia. Chiếc ZBook 15 nổi bật nhờ thiết kế được đầu tư khá công phu, gồm nhiều tấm kim loại nhôm được mài cong ghép lại cùng với khung magie tạo sự chắc chắn rất lớn. Sức mạnh phần cứng được đánh giá là mạnh mẽ trong tầm giá với con chip Core i7 thế hệ thứ tư, màn hình 15,6 inch Full HD và thậm chí còn có cả tùy chọn màn hình 4K hoặc là màn hình Dream Color tỉ màu. Các đồ họa rời Nvidia Quadro K2100M thì mạnh mẽ và chuyên trị các tác vụ đồ họa chuyên dụng. Bộ nhớ RAM của máy đạt đến dung lượng tiêu chuẩn là 8GB cùng ổ cứng HDD 500GB, hỗ trợ nâng cấp tối đa là 32GB RAM. ZBook 15 xứng đáng là một trong những chiếc máy chạm di động cho khả năng làm việc tốt nhất trong phân khúc khoảng 10 triệu đồng hiện tại, khi mang đến những cái hiệu suất đánh giá rất ấn tượng về cả hiệu năng lẫn như là thời lượng pin. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn những chiếc máy có thể giúp các bạn làm việc những công việc liên quan đến đồ họa mà mức giá chỉ loanh quanh trong khoảng 9 đến 10 triệu đồng. Và bạn đánh giá sao về những chiếc laptop nào? Hay bạn có những cái đề cử thêm về những mẫu laptop khác thì cũng để lại ý kiến ở phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.